Hi và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong clip này. Khởi đầu trận đấu ở round 2.2 thì mình đang có một cái trụ cảm ấn tiên linh ở đây. Và bản đồ mình đang chơi nó chỉ là bản đồ sẻng vàng mọi người nhé. Thì khi mà đã có một cái cọc cảm ấn tiên linh rồi thì chắc chắn với cả một sẻng vàng đang có ở đây thì chắc chắn cái game này sẽ là một game 9 tiên linh đúng không? Và chủ đề game này sẽ là tiên linh mọi người nhé. Mọi người đang xem video ủng hộ cho mình một like, subscribe và chuông thông báo nhé. Có ý kiến góp ý để ở dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thành ý tưởng đó cho mọi người xem. Mọi người đang có nhu cầu cần về những ác tín nị hoặc là nặc ác 500 kỷ vật để test nhân phẩm thì mình đang có sẵn rất là nhiều nha. Đợt trước mình đọc cập nhật thì nó bảo là ngày 6 tháng 11 là sẽ xuất hiện đấu trường chân lý mùa 13 ở bên server BBE. Nhưng hôm nay thì đã có thông tin đính chính lại rồi, nó sẽ rơi vào ngày 12 mọi người ạ, ngày 12 tháng 11 nha. Trời ơi, đang háo hức kinh khủng để chờ đợi mùa 13 luôn ý. Thì ai ngờ lại nhận thông tin là nó sẽ cập nhật sau. Vào ngày 6 tháng 11 thì chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật mới kích hoạt mốc 8 bánh ngọt và cộng thêm đó chính là 10 hóa hình mọi người nhé. Đó. Và bản cập nhật sau thì nó sẽ lên thành 8 bánh ngọt và 10 hóa hình. Cộng thêm một cái việc nữa là tất cả các bùa ở cái mùa sau ấy, ở cái bản sau sẽ được giảm 1 vàng nha. Hy vọng rằng ở round 3.2 mình sẽ có một cái lõi công nghệ ngon ngon một xíu nha. Tùy nhân sự đi. Nếu mà bây giờ ra lõi công nghệ tùy nhân sự thì mình chỉ cần ở level 7 thôi mọi người nhá. Level 7 là có thể kích hoạt được mốc 9 tiên linh rồi. Tôi sẽ gánh đội lõi kim cương các bạn ơi. Vậy là đây nè, mình sẽ lựa chọn trang bị Pandora nha. Bởi vì luôn luôn yêu thích những cái trang bị liên quan đến đồ ánh sáng ở trong game. Thì bây giờ mình sẽ đi xem là to lớn mạnh mẽ này. Về kim cương này. Rồi, mình sẽ lựa chọn trang bị Pandora nha. Gì đây? Một cái trang bị áo choàng thái dương các bạn ạ. Thank you.
Ba này. Bốn bánh ngọt à? Bốn bánh ngọt thì bây giờ mình sẽ cho dĩ cầm này ha. Chắc là mình phải bỏ bánh ngọt ra ngoài thôi chứ không cho bánh ngọt rồi. Và game này nếu mà mình lên được 9 mình lên 9 tiên linh thì bây giờ thì mình chỉ cần úp lên level 8 thôi mọi người nhá. Level 8 thôi là có thể lên mốc được chính là 9 tiên linh rồi. Và nếu như game này mình mà làm về một cái trận đấu kiểu tiên linh mà cầm đồ ánh sáng đi thì là một Katarina nhỉ. Katarina 9 tiên linh cộng với cả là một cái trang bị ánh sáng như kiểu là một cái bột xanh mắt lành đi, hoặc có thể là một cái mũ của thủy ánh sáng kiểu thế, nghe cũng ổn áp đấy. Chưa xứng đáng đầu tư. Auto thua rồi này. Có sẻng vàng hay chảo không? Hầu như là không có luôn ha. Không có sẻng hay chảo. Có Kalista này. Kalista này. Thôi thì mình lấy nước mắt luôn đi. Để mình làm quả ấn tiên linh luôn vậy. Cho nó sớm mọi người nhá. Chứ nhiều khi mình lấy con Kalista thì game này cũng không phải là cái sự nhắm đến của mình là con Kalista này. Tuy mặc dù mình đang có Pandora nhưng mà mình muốn lắp một cái ấn tiên linh luôn cho nó đỡ phí mọi người, vì mình đang chơi bánh ngọt mà. Chơi bánh ngọt mà để đổ ngoài này phí lắm, phí phạm lắm mọi người ơi. Ui, ôi trời ơi, ngon. Một ấn ngẫu nhiên này. Ấn ong mật mọi người ơi, mà do mình đang có Pandora ấy mọi người, đang có Pandora nên là lựa chọn cái này luôn thì ngon. Thực tế dây chuyền sập hối là một cái trang bị tuyệt vời mọi người nhá, tuyệt vời để chơi luôn, búc luôn. Đâu, giờ ra hẳn Kalista rồi này. La 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 la. 40 số một ra bánh ngọt. Cái này xíu nữa mình mà cho kiểu là một con Rakan mọi người đúng không? Rakan cầm hai cái vương miện tiên linh ấy. Đấy, xong rồi là cầm thêm một dây chuyền sám hối nữa thì chắc là bất tử thật nhở. Giờ vẫn thua thôi. Giờ nếu mà chuyển sang chơi thuần luôn hệ tiên linh thì nghe ổn áp hơn này, chứ lượng máu mình bị trừ khá nhiều rồi. Bây giờ cũng đang thực sự là căng thẳng đấy. Khó xử quá các bạn ơi. Katarina này, Seraphine này. Ngộ không bánh ngọt, Gam Coma. Trời ơi anh em ơi. Chết rồi. Căng rồi nha. Ui. Ảo gì chơi. Ra hẳn ấn tiên linh mọi người này nhưng mà từ từ nha. Mình sẽ lấy luôn bởi vì sao? Mà mình mà lấy cái này xong ấy thì cái điều mà mình lên 9 tiên linh ấy thì nó sẽ nằm ở round level 8 thôi. Đó, level 8 là mình 9 tiên linh rồi, mình không cần phải kiếm một con Milio nữa mọi người nhé. Đó, mình không cần phải kiếm Milio nữa mà mình cũng sẽ lên được 9 tiên linh luôn, kiểu thế. Nhưng mà mình vẫn thích kiểu là làm quả 9 tiên linh 5 bảo hộ á mọi người nhé. Đó, kiểu 9 tiên linh 5 bảo hộ này thì như vậy thì nó sẽ có cái sự hấp dẫn hơn nhiều. I
Cái này kìa là một con Morgana 2 sao mọi người nhá. Morgana 2 sao mà cầm combo đồ này, đồ cũng đẹp, nhưng mà Rakan thì vẫn ok hơn. Vì Rakan, nếu mà cho mình chơi Rakan ấy thì mình sẽ không cần phải mất một slot của cái ấn tiên linh này nữa. Đó. Mà mình sẽ có luôn combo đó chính là dây chuyền sám hối này, cộng thêm đó chính là cái giáp hộ vệ nữ hoàng, và cộng thêm một cái trang bị này nữa. Đó, ngon luôn. Rồi rồi rồi, từ từ nào. Ấn đi. Ấn đi. Ui. Cái méo gì vậy trời. Lại thêm cái huy hiệu ấn tiên linh nữa mọi người ạ. Sợ ma ghê luôn. Ui, X4 ấn tiên linh mọi người ạ. Không thể tin nổi mắt mình luôn. Một trận đấu kiểu là hơi ảo nha. Hai nghìn tám trăm máu với Rumble luôn. Ảo quá nhở. X4 ấn tiên linh cho một round đấu luôn. Nếu mà mình bị thua mà nha, mình bị thua một round nữa là mình sẽ lên thẳng một phát. Ôi thua rồi. Olaf nhìn ghê thế nhở. Ôi trời, Olaf 2 sao nhở. Gõ ác thế. Ui. Rồi, thôi. Không thể chơi liều được mọi người ạ. Mình sẽ lên và ngay ở level 8 nhá. Chứ bây giờ để dưới này là thua nữa. Ui. Ui, thằng Milio thì tớ cũng chịu rồi đấy. Chín tiên linh các bạn ơi. Nhưng mà quan trọng rằng là cái trang bị mà trên cái người này nó không... Ui, Gwen luôn này. Mình cần một con tướng, đó chính là con Rakan mọi người ơi. Cần Rakan nha. Ui, Briar này. Khóa lại đi. Mình cảm giác thấy chơi Briar khá là vui ha. Chín tiên linh mà thua nữa thì tớ cũng chịu. Tớ cũng chẳng biết phải nói làm sao luôn. Bắt luôn đi. Đỡ phải khóa mọi người ơi. Tuy mặc dù là mình chuẩn bị lên cái mốc con Seraphim 3 sao rồi, nhưng với một cái lối chơi của mình thì đa phần mình sẽ thích đã làm một con tướng nào đó thì mình chỉ làm duy nhất một con để cho anh em xem thôi. Dyna, ui mọi người thấy không, Dyna cũng sẽ là một sự lựa chọn khá là hay khi mình lựa chọn lối chơi với tiên linh nha. Bởi vì Dyna là một vị tướng khá là trâu và khỏe, cộng thêm với cái việc đó chính là cũng có hệ can trường đến từ con Lilia này của can trường đúng không, thì cũng ngon. Bánh ngọt của mình bây giờ 84 số một round luôn, do con này nó ném đấy. 84 số một round bánh ngọt này. Giờ mà mình bỏ con Dyna vào ấy thì mình sẽ bán Rumble đi và mình sẽ chỉ chơi ở mốc là chính là hai bánh ngọt thôi đúng không? Như thế cũng ổn. Ui gồi, trâu chưa? 4.000 máu các bạn ạ. 4.000 HP luôn. Ui ông này đi đấy, đội hình thông đạo full 3 sao à? Mình sẽ random cái giáp máu đi mọi người ạ. Mình không cần cái này đâu. Mình sẽ kiếm một trang bị khác ngon hơn dành cho cái đội hình kiểu này nha. Và mình sẽ chỉ chơi mốc hai bánh ngọt thôi, chứ không chơi nhiều. Vì game này nếu mà để mà bánh ngọt mà nổ được cái mốc 1.800 số, cái kiểu là cái mốc 1.800 số mà cái mốc có được cái nâng cấp đồ ánh sáng ấy mọi người, thì cũng hơi khoai. Mà lại còn nguy hiểm nữa, mình có thể thua bất cứ lúc nào ấy. Thì mình sẽ cứ chơi hai bánh ngọt thôi. Như vậy là hợp lý rồi. Không ham hố nhiều. Nhiều khi cứ ham như vậy lại tạch ngay á mọi người ạ. Mình sẽ cho luôn cái con này vào nha, để chút can trường cho Dyna này. Dyna bây giờ rất là khỏe luôn, cực kỳ khỏe. Và
Dyna. Hầu như là bất tử mọi người ạ. Tăng 50% hiệu quả hồi máu và tạo lá chắn. Hồi máu bằng 20% sát thương gây ra bởi nữ hoàng. Trời ơi. Máu hồi này lại còn thêm. Do nó có thêm cái trang bị này nữa mọi người này. Dây chuyền sám hối nữa. Đó. Ui, Dyna tiếp này. Game độ ảo nhờ. Từ từ mình xem nào. Đấy. Rồi, 2 máu. Hồi cho đồng minh trong vòng 2 ô. Lượng máu 25% lượng máu đã mất trong vòng 5 giây. Cũng không hồi. Nhận được 5-10% chữ trong 5 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn. Hồi máu 1195. Có thể xíu nữa mình sẽ bỏ cái này ra. Random một trang bị ánh sáng khác. Hoặc có thể là rút ra mọi người ơi, rút ra đi. Giờ mình sẽ rút ra xong rồi mình sẽ chuyển sang cho con ấy đi. Cái này mình sẽ cho con Rakan cầm mọi người ạ. Đó, cái này mình sẽ cho Rakan cầm nha. Rakan cầm cái này. Xong rồi cho Dyna cầm luôn combo full trang bị kiểu kia là hợp lý hơn. Mà quan trọng là nó không ra cho mình con ấy đấy chứ. Nó không ra cho mình cái kiểu con Rakan đấy. Đấy rồi. Khỏe lắm các bạn ạ. Xíu nữa mình sẽ rút, mình sẽ chuyển con Gwen, cái này của con Gwen cho Dyna cầm luôn. Và bánh ngọt của mình nha, mình chỉ cho mốc 2 thôi nhưng mình cũng đã chuẩn bị lên mốc 600 rồi đó. Nhưng như vậy là an toàn mọi người ạ, như vậy là an toàn hơn rất nhiều. Chưa nếu như mà không chơi kiểu vậy thì cũng hơi căng. Đấy, nên an toàn hơn nhiều. Chưa nhiều khi mình chơi cái mốc cái mốc mà kiểu là bốn bánh ngọt đấy, tuy có thể tích stack lên nhanh hơn nhưng mà điều đấy có thể khiến cho mình bị thua. Dyna mọi người này, 3696 máu nha. Đây chính là cái lượng mà Chitana này. Ui ông này chơi bùa này, mấy giết Xuân Huy à. 7 tiên linh mọi người ạ. Nhìn có vẻ mình thua này. Con Katarina sao khỏe thế. Ui 9 tiên linh thua 7 tiên linh hả. What the fuck. Bảy kỳ quái, bảy thông đạo. Là căn 2 sao rồi. Level 7, ông này đang chơi thông đạo và đội hình ba con tướng 1 vàng 3 sao. Dyna của mình thì có một con nữa sẽ lên 2. Đang đợi chờ đợi Dyna 2 sao đây mà vẫn chưa ra. Do nó bị thua quá, mình sợ quá, mình mới lên phải dùng vàng chứ không đang tính lên level 9 rồi. Mà cũng nhận cái ông tiên linh, 7 tiên linh này, ông này cái này khỏe thật nhờ. Giết Xuân Huy này, ông này khỏe ghê, thì mình đã thua ông này. Ông này chỉ mỗi Chitana 3 sao thôi, Kalista 2 cùng đao. Cộng thêm cái lõi gì không? Đâu có lõi gì nhiều đâu, phải mình kép thôi. Ấn kỳ quái này, Milio, ui, mình sẽ bắt Milio luôn mọi người nhá. Bắt Milio để lên Milio 2 sao luôn nha. Rồi, Milio 2 sao. Milio 2 sao mà quan trọng là Milio lại không có trang bị. Nó phải cần một cái sâu zin cơ thì nó mới khỏe được. Một game này thì mình đang cần gì? Mình đang có quá nhiều tướng 1 vàng luôn. À 1 sao luôn, 1 này, 1 sao, 2 này, 3 này, 3 tướng 1 sao mọi người ạ. Nên là mình bị thua là bởi cái điều đó ấy.
28 máu, 8 băng giá à? Chết mẹ rồi, 9 băng giá rồi. Ây da, gặp luôn không? Trời ơi, gặp luôn 9 băng giá đó mọi người ơi. Rồi, Olaf đánh vào con này rồi. Ui. Ui. Hay quá mọi người ơi, win luôn, tưởng thua chứ. Vì mỹ ông 9 băng giá này có luôn cái lõi công nghệ đó chính là vân biểu hướng này thăng hoa này. Cộng có Olaf 2 sao khỏe quá, mình xả hết vàng luôn mà ai ngờ lại... Ai ngờ lại kiểu là win à. Linh hồn sát tăng giáp. Nên tăng mọi người ạ. Bây giờ sẽ gặp lại ông này à. Giết Xuân Huy lên 7 tên Linh vẫn như thế này. Giờ mà mình ron để kiếm Dyna. Dyna ron để kiếm một con Gwen lên 2 sao mà không ra nổi chứ. Mà có nhận Dyna cầm combo đồ này khỏe thật. Ô, mày đang chơi linh vật trường học nha. Kalista tưởng bị sốc đam, ai ngờ cũng đã kéo ra được rồi. Khi tích đủ 25 stack thì nó cũng nhận là khỏe điên luôn. Rồi, trận đấu bây giờ sẽ chỉ còn đó là hai người chơi nữa các bạn ạ. Ông Justin He tiên linh này bị cút bởi ông mây trung tùa rồi. Gwen 2, Dyna 2 là ok. Và trận đấu này này, bây giờ sẽ chỉ còn hai người chơi nữa. Và theo như mình thấy như này thì nó chỉ còn đúng khoảng tầm một round đấu nữa thôi là endgame rồi mọi người ạ. Một round đấu nữa thôi là endgame rồi nha. Thì bây giờ nếu mà để một trang bị mình cần thì mình cần một cái Sojin. Gwen 2 rồi này, ngon quá. Máy nhân bản cỡ lớn đi, dùng Neko một phát cho lên con Dyna 2 sao luôn nào. Quỷ thư Moreno à? Này thì chắc chắn phải có rồi, không để thiếu này mọi người nhá. Không để thiếu cái này được. Milio mana 90, một ấn kích hệ à. Quỷ thư này mình sẽ cho con Milo cầm luôn đi. Dyna 3699 máu. Ui ôi, ui ôi. Ui đừng có nổ. Ui hên quá mọi người, tưởng con 4 sao của băng giá nó nổ vào mặt đội hình của mình chứ. Máy tái chế à, phân tách. Giờ phân tách cũng chẳng phân tách được gì đâu. No Mode 1, Morgana 2 sao, Rakan, Zilean bảo hộ băng giá. Ông này cũng hết tiền mua bùa rồi. Ông này để con Olaf đây này thì Olaf sẽ chết sớm hơn nha. Mọi người cùng xem này, đó. Kalista nó cầm giáo rút thì chỉ có chết thôi chứ làm sao mà sống nổi đó. Đó. Tuy là ông này nghĩ rằng ấy để Olaf đây để nó kiểu là nhảy liên tục và nó vô clear con Kalista, nhưng mà không nghĩ rằng là 9 tiên linh ấy nó rất là trâu và khỏe, và đây chính là trận đấu về 9 tiên linh. Dyna carry cực khủng mọi người nhá. Trâu chưa? Ok, và đó chính là top 1 dành cho Mỹ Kịch mọi người ạ. Cho mình một like, subscribe và thông báo nha. À, trận đấu kết thúc rồi. Hẹn mọi người clip lần sau nha. Tạm biệt.